Quan trọng đã thay đổi như thế nào từ khi có con? Từ lúc có Lion, ổng bớt đi nhậu nè, ở nhà phụ vợ nhiều hơn và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Và hai vợ chồng cũng đã nói chuyện với nhau, thống nhất với nhau là cuối tuần sẽ ở nhà chơi với con hoặc là đưa con đi chơi. Vì hai vợ chồng muốn Lion sẽ có một tuổi thơ thiệt là đẹp. Và đây là ông bố bị sữa. Từ ngày có con, đầu tóc của ông bù xù không còn chải chuốt như ngày xưa nữa. Và hôm nay là cuối tuần cho nên vợ chồng sẽ đưa Lion đi chơi. Mà đi chơi thì không thể thiếu chiếc xe đẩy đến từ thương hiệu Ego Baby. Với một thao tác thôi là chúng ta có thể bật được chiếc xe ra rồi. Và chiếc xe này rất là nhỏ gọn và tiện lợi luôn. Phần đệm của chiếc xe đẩy này đã được thiết kế theo đường cong sinh học cho nên bảo vệ tối ưu hệ xương của bé, không có sợ bị cong lưng nha. Làm bố mẹ thì ai cũng mong muốn sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho bé yêu của mình. Và vợ chồng Trâm đã quyết định chọn chiếc xe đẩy Ego Baby này để đưa Lion đi chơi, đi dạo hoặc là đi du lịch. Lưng ghế có thể điều chỉnh linh hoạt với nhiều mức độ ngã khác nhau cho nên giúp bé có thể ngồi hoặc là ngủ một cách thoải mái nhất. Và xe đẩy còn có giỏ đựng đồ tiện lợi có thể chứa đến 4,5kg cho nên rất là tiện lợi trong cái việc mình đi ra ngoài và mình đựng được rất là nhiều đồ theo cho con. Như Trâm nè, mỗi lần đi ra ngoài á, nào là tã, nào là sữa, nào là khăn và đồ cho em bé, rất là nhiều thứ linh tinh luôn. Mình sẽ để ở cái giỏ tiện lợi nha. Đó đó, cả nhà thấy không? Nhìn cái mặt thấy ghét chưa? Được ba đưa đi chơi nên khoái lắm. Bây giờ đi đâu cũng cho Lion lên chiếc xe đẩy này rồi đẩy đi, đưa Lion đi khắp tất cả mọi nơi. Vì xe được trang bị với lớp đệm êm ái, hỗ trợ phần vai, thắt lưng, phần hông và phần chân một cách tối ưu nhất, cho nên rất an toàn cho hệ xương của bé. Ổng nằm trong đó êm quá, được dây bảo vệ nữa cho nên ổng khoái lắm cả nhà ơi. Đẩy ổng đi siêu thị á mà ổng cứ nhìn lên trần nhà rồi ổng ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Có nhiều chị sẽ nghĩ là em bé còn nhỏ quá không nên đưa ra ngoài, còn riêng vợ chồng Trâm thì lại nghĩ khác. Sẽ đưa con đi tất cả mọi nơi để con có thể khám phá được cả thế giới này. Mà giờ đi đâu cũng có chiếc xe đẩy như thế này cũng tiện đúng không mấy chị? Đâu cần phải bế em bé nữa đâu, rất là mỏi tay luôn. Đi chơi mà buồn ngủ thì đây chính là chiếc giường êm ái dành cho tất cả các bé. Phía trên có màn che rất là chắc chắn cho nên mỗi lần bé ngủ mình có thể che lại hoặc là đi ra đường thì có thể chống nắng cho bé luôn. Hồi nãy là đi siêu thị, còn bây giờ thì ba Trọng sẽ đưa Lion đi ra quận 1 chơi nha, cho biết phố đi bộ Nguyễn Huệ nè. Em cũng đã review rất là kỹ về chiếc xe đẩy Ego Baby này. Còn bây giờ thì bye bye, chào mấy chị nha.